chào anh em, đây là mẫu HP Envy 13, model mới nhất. Có thể coi cái model này là model 2021 cũng không sai, bởi vì model này thì được HP sản xuất cuối năm 2020 và sẽ bán ra từ cuối năm 2020 cho đến đầu năm 2021. Thì hôm nay Hiro vừa khui thùng ra và sẽ review cho anh em, bởi vì cái model này nó rất là mới, gần như ở Việt Nam chưa có và chưa có người nào review. Hôm nay Hiro sẽ giới thiệu qua với anh em để anh em thấy cái phiên bản này nó sẽ như thế nào. Cái phiên bản NV này có lẽ là Hiro thấy là nó là một cái có nhiều bước cải tiến nhất từ trước đến nay của dòng NV. Dòng NV thì là nó là dòng tầm trung cận cao cấp của HP, chưa phải là dòng cao cấp. Nếu mà để cao cấp thì là dòng Elitebook sẽ đi 1000, hoặc là dòng Spectre cao hơn NV sẽ là Spectre, nó xịn hơn nhưng mà nó đắt hơn rất nhiều. Với cái cấu hình này thì anh em sẽ phải bỏ ra khoảng tầm trên dưới 40 triệu cho bản Spectre. Thì cái bản HP NV 13 này như Hiro bán nó chỉ rơi vào khoảng hơn 2-3 triệu một chút, rất là hợp lý. Cái chiếc máy này nó có cấu hình như thế nào? Đầu tiên thì Hiro sẽ giới thiệu cấu hình cho anh em. Đây là chiếc HP NV 360, tức là 360 là bản xoay gập. Bản xoay gập ra sau thành máy tính bảng, tức là nó khác với bản NV thường. NV thường thì không có cảm ứng, không xoay gập ở màn hình. Tức là bản xoay gập thì người ta gọi là 360M Convertible BD0023DX. Thì cái chiếc máy này là sử dụng cái thế hệ chip 11, thế hệ 11 mới nhất của Intel. Đây là chạy chip Core i7-1165G7 và chạy ổ D512, RAM là 8GB. Chiếc máy này thì nó có một cái đặc điểm nổi trội, đấy là có màn hình 13.3 Full HD IPS LED Display with HP Sure View. HP Sure View là công nghệ chống nhìn trộm của HP được phủ một lớp ở bên ngoài màn hình này. Những cái Hiro sẽ giới thiệu với anh em. Đặc điểm của cái màn hình này là nó có cái độ sáng lên tới 1000 nit. Anh em có tưởng tượng được 1000 nit nó sáng như thế nào không? Bản thân là các cái dòng màn hình IPS thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 220 nit cho đến 250 nit. Những cái dòng ThinkPad mà anh em thấy là thì thường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 250 nit mà thôi, nhưng mà riêng cái màn hình này nó sáng tới 1000 nit. 1000 nit thì nó còn sáng tương đương với các cái dòng quân sự ở mức cao cấp cao nhất. Cái dòng quân sự thì thường người ta làm được khoảng tầm 500 hoặc 700 nit, nhưng mà sáng đến 1000 nit thì thực tế là rất là khó tin, nhất là trên trang bị trên cái dòng HP NV này, chứ không phải là dòng cao cấp hẳn. Nhưng mà được trang bị cái màn hình lên tới 1000 nit thì rất là kinh khủng. Cái màn hình này theo thông số nó còn có là 100% sRGB, rất là xịn đúng không ạ? 100% sRGB thì khi anh em nhìn vào ấy, thì cảm giác cái màu nó rất là tươi, màu xanh màu đỏ hiển thị nó rất là đẹp mắt. Nói chung là về màn hình thì chiếc máy này gần như là màn hình cực kỳ xuất sắc rồi. Nói gì đây, đầu tiên là Hiro nói về cái thiết kế. Đây anh em thấy thiết kế của chiếc máy này thì nó sẽ như thế nào. Đây, đầu tiên là anh em thấy cái của chiếc máy này nó đã làm phẳng đi. Đấy, phẳng. Đấy, trước thì dòng NV thường phải sau này nó sẽ hơi lồi lên, còn đời sau, đời cuối cùng, đời lên đấy, nó sẽ làm phẳng này, rất là đẹp. Cái logo NV đây, chữ viết đây, không chữ, rất là đẹp. Cái bản lề này rất là đẹp luôn. Đây, đây là dòng gạch phẳng, có một dòng gạch cong là đời trước đây, đời phẳng. Rất may là NV thì còn 2UB, em thấy 2UB 3.0 đây. V3.0 này nó rất là tiện lợi trong cái xu hướng máy siêu mỏng. Thì là hiện tại thì rất nhiều máy người ta cắt hết cái cổng USB này rất là bất tiện. Cái máy này có hai cổng USB thì rất là tiện lợi cho anh em khi sử dụng. Em nhìn là cái cạnh, cái mặt này nó gần như mỏng hết cỡ rồi, rất là mỏng rồi. Đấy, USB người ta phải thiết kế kiểu dạng này. Đấy, nhìn thấy nó mỏng không? Cực kỳ siêu mỏng luôn. Đây là cổng nguồn này. Cổng nguồn thì đây là cổng nguồn truyền thống này, chân nhỏ này. Ngoài ra thì còn có cái hỗ trợ Type-C này, có thể cắm qua để anh em cắm máy chiếu hoặc cắm sạc qua đây nó vẫn nhận. Đây, cái
cái thiết kế mới thì em thấy nó rất là gọn, chỉ bằng một kích thước tờ A4, rất là gọn, nhỏ gọn, nhỏ hơn các cái MV đời trước rất là nhiều. Đấy, cái màu này nó là màu chính xác thì thường người ta hay gọi là màu champagne hay màu gold, gold nhẹ, vỏ này vỏ nhôm nên là nó có ánh lên màu vàng trông rất là sang trọng. Cái màu này nó đẹp hơn và trông sang trọng hơn cái màu bạc. Màu này rất là đẹp ấy. Nó gọi là champagne gold hay gì đấy, kiểu dạng một dạng đấy, kiểu đấy. Đây, khi mở ra anh em thấy là cái thiết kế của dòng MV 360 này là người ta bẻ gập ra sau được đây. Ở đây bẻ gập hẳn lại thì máy tính bảng thì anh em xem này. Viền nó mỏng hơn, nổi bật là cái viền ở phía dưới này nó đã mỏng đi rất nhiều. Ngày trước thì cái viền phía dưới này nó hơi dày, nó hơi cao lên đây, thành ra là cái máy đấy thì các cái máy đời cũ thì nó sẽ to hơn. Cái máy này thì kích thước của nó rất là gọn, mỏng đi rất nhiều. Bàn phím thì vẫn là của dòng MV đây, thì còn to và có rất là thích. Cái màu này nó sẽ trùng với cái màu máy thì nó sẽ làm cho máy nó thời trang hơn. Vậy là có một số bạn thì bảo là cái bàn phím này thì nó sẽ hơi khó nhìn hơn, nếu mà làm màu đen thì nó dễ nhìn hơn. Cái dòng đời mới thì người ta cho cái cổng nguồn vào lên trên đây, còn thường là các dòng xoay gập X360 thì thường cái nguồn để hai bên cạnh, thì hai bên cạnh thì nhiều khi chúng ta cầm sẽ bị dính, đỡ tay dính vào đấy, cầm tay thì để ở đây, chuột thì ở đây, phát đây, được phát thì khá là sửa. Đây logo Evo. Evo là cái chuẩn mới của Intel dành cho cái chip thế hệ mới với lại các màn hình VGA Iris XE. Đó là dòng mới. Đây là logo Bang Olufsen. Bang Olufsen cho thấy chất lượng của âm thanh này khá là hay. Nó không quá xuất sắc nhưng mà nói chung là nghe rất là đủ để thưởng thức âm nhạc một chút gì đấy. Các bài giảng dạy nghe tiếng Anh thì nó rất là to. Và trên bàn phím thì cái dòng này đây thì nó có thêm một cái nút F1 là nút này để kích hoạt chống trộn. Và chống trộn này thì thường các cái dòng Elite thì dòng khác thì nó là F2, dòng này là F1. Cái ví dụ kích hoạt này thì anh em sẽ thấy là chỉ nhìn thẳng thôi, không nhìn nghiêng được luôn. Nhìn nghiêng phát là không thấy gì. Cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho là một số bạn ngồi cà phê không muốn cái người bên cạnh này người ta nhìn vào mình đang làm việc gì thì bấm nút này thì hoàn toàn là công việc thứ tư. Thứ hai nữa là khi anh em ngồi trong làm việc ở trong cái công ty, anh em làm việc đây mà muốn làm thêm một chút việc riêng, không muốn cái người bên cạnh các cái đồng nghiệp khác người ta thấy mình làm gì, có thể bật em một lên đấy là cũng yên tâm là làm việc công nhân viên rất là thoải mái. Đấy, nổi bật của cái cải tiến lớn nhất của trên cái dòng MV này là đã được trang bị màn hình rất là xịn, tức là cái màn hình nó có nhiều tính năng, một là chống nhiễu trộm đấy. Thứ hai nữa là màn hình sáng tới 1000 nit thì cực kỳ sáng. Đấy là 1000 nit thì thật khó tưởng tượng luôn, thì tôi rất là ngạc nhiên tại sao dòng MV được trang bị tới 1000 nit. Đây, còn cái màu sắc của dòng này thì 100% sRGB. Cho cái màn hình màu này nó rất là đẹp, rất là tươi. Thì anh em có thể xem phim ảnh hoặc là xử lý đồ họa ảnh các thứ rất là tốt, không sợ là những cái màu ngày xưa các cái màn hình nó cái độ phủ màu nó thấp nhìn nó rất là chán, nó khi sửa ảnh nó hay bị sai lệch màu, thì cái MV này nó đáp ứng được rất tốt về khoản màn hình, không phải lo. Cái màn hình của dòng X360 thì nó sẽ bẻ gập ra sau, nên dùng nó rất là tiện lợi khi anh chỉnh chiếu hoặc là chỉnh chiếu đối tác, nó rất tiện. Cầm này nó sẽ tự động xoay màn hình. Cái bàn phím ảo đây anh em có thể bật lên được, bật lên đây, nó sẽ hiện lên đây. Với cái cấu hình chip thế hệ mới với các Iris XE thì
nó sẽ đảm bảo cho anh em là có thể sử dụng được những cái đồ họa hoặc là game không quá nặng, tức là mức tầm trung là cũng khá là ok, khá là mượt mà. Khi mà anh em cắm sạc thì máy nó sẽ hoạt động nhiều hơn, công suất mạnh hơn, nên là quạt nó sẽ kêu. Nhưng mà khi mà anh em rút sạc ra thì gần như quạt nó cũng kêu, trừ khi mà anh em chạy khá là nặng. Thế là khi anh em chạy nặng một chút thì nên cắm sạc, bởi vì không cắm sạc thì pin nó sẽ không tốt, nó sẽ nhanh bị hỏng hơn. Cái máy này thì trang bị pin là 50Wh thì ở mức trung bình, tức là nó chỉ tương đương với các cái dòng đeo IPS mà thôi. IPS thì nói chung cũng loanh quanh khoảng tầm 5 tiếng, thời lượng đấy là ở mức trung bình đối với một cái chiếc máy nhỏ và nhẹ như thế này. Tổng quan lại thì đây là một chiếc laptop có thiết kế siêu mỏng, rất là đẹp, sang trọng, có cấu hình đời mới nhất. Cái với cái cấu hình này mà giá chỉ hơn 2-3 triệu thì anh em thấy nó rất là ok đúng không ạ? Cái quan trọng là thứ nhất chúng ta được cái gì, một cái chiếc máy có cái thiết kế rất là đẹp, kiểu sang chảnh, đồ gôn rất là sang chảnh, vỏ nhôm rất là đẹp, thiết kế thẳng rất đẹp, màn hình thì nói chung là quá ngon cho đội MV này rồi, nhưng không phải option nào cũng là 1000 nit, cái đấy nó tùy chọn anh em ạ. Thì màn hình này nó có độ phủ màu rất cao, anh em có thể không chỉ là làm việc văn phòng đơn thuần mà anh có thể xử lý ảnh chuyên nghiệp cũng ok. Cấu hình thì đời mới nhất rồi, cấu hình đời mới nhất thì nó rất là mạnh. Tất nhiên là so với các dòng mỏng nhẹ thôi, nó không thể so được với các cái dòng hạng nặng máy to khỏe được. Máy to khỏe nó bao giờ công suất nó sẽ lớn rất nhiều do cái điện thoại sản nhiệt tốt hơn. Còn đối với những cái máy siêu mỏng nhẹ thì cấu hình của chiếc máy này là con nhất ở tầm giá này. Ngoài ra anh em có thể chọn được các cái phiên bản dòng chip AMD. Chip AMD thì màu nó sẽ màu tối, nó không có màu gold như thế này. Thì cái đấy nó tùy thuộc vào cái sở thích của mọi người. Chip AMD thì anh em có thể tùy chọn Ryzen 5 hoặc Ryzen 7. Màu tối thì có thể nó sẽ hợp với những người thích màu tối hơn. Màu gold này sẽ phù hợp với những người là thích kiểu thời trang hơn, màu sáng chảnh hơn. Đây, anh em xem. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi. Cảm ơn anh em và các bạn đến với video lần sau.